Serbia đến từ Nhật Bản, rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Và sắp tới là tháng 8, trang web của Web TV giới thiệu về các thông tin Việt Nhật Bản tại Việt Nam sẽ ra mắt, nên tụi mình đã có dịp đến thăm đất nước của các bạn. Tụi mình đến từ vùng Kyushu của Nhật Bản. Ở bên Nhật thì công việc chính của tụi mình là đóng quảng cáo, làm siêu mẫu trên các tạp chí, trình diễn ca nhạc, diễn kịch vân vân. Nhóm có tất cả là 14 thành viên, nhưng hôm nay chỉ có 7 thành viên có thể tham gia được thôi. Và tiếp theo là sẽ là phần tự giới thiệu của từng thành viên. Tiếp
hai ca khúc, một ca khúc là người riêng của nhóm và một ca khúc là nổi tiếng của Nhật Bản, Lady Do The Roll Love và Wannabe. Vâng, và các bạn hãy cổ vũ thật nhiệt tình cho Red from BBL đi ạ.
nên các bạn hãy ghé thăm nhau, gian hàng của nhóm nhé. Hasta.